Sáng ngày 24 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2022-2023. Buổi lễ vinh dự nhận được lãng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Đến dự buổi lễ, đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc. Đại biểu thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các vụ, cục Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện các sở, ban, ngành thành phố, cán bộ quản lý ngành giáo dục Hà Nội và 759 học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2022-2023. Báo cáo thành tích của ngành giáo dục và đào tạo năm học qua, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết. Toàn ngành đã phát động phong trào, nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm giai đoạn 2022-2025 và đã được quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục hưởng ứng triển khai ngay từ những ngày đầu thực hiện. Đến nay đã có 30 trên 30 phòng giáo dục đào tạo các quận, huyện, thị xã, 80 trường giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức ký kết về hợp tác hỗ trợ giáo dục. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm của Sở Giáo dục Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các trường, giữa quận nội thành và huyện ngoại thành, các vùng miền trên toàn thành phố để nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau, thực hiện tốt mục tiêu học tập, thi thật, nhân tài thật. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ biểu dương, chúc mừng những thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo thủ đô đã đạt được trong năm học qua, đặc biệt là những thành tích ấn tượng của học sinh Hà Nội tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, sự chủ động, sáng tạo của các nhà trường Hà Nội trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có thể nói là quy mô phát triển của toàn ngành giáo dục tại thành phố với gần 2.843 trường trong cả thành phố và đa dạng hóa các hình đào tạo từ các trường dân lập, các trường tư thục, dân lập với mầm non và các trường tư thục, trường công lập. Và với cái việc phát triển như vậy, đặc biệt trong năm nay, việc xây mới 24 trường học đã làm tăng thêm quy mô để đáp ứng với cái nhu cầu học tập của nhân dân. Và đặc biệt nữa, một thành tích mà trong báo cáo đã nêu nhưng mà chưa thật rõ, đó là năm nay tổng kết chỉ thị 10 về phổ cập giáo dục, Hà Nội đã được công nhận là thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 vào tháng 10 năm 2022. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khẳng định, những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách và dành nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thủ đô. Tiếp nối những thành tích đã đạt được năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo thủ đô đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trên tất cả cấp học, bậc học và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Học sinh thủ đô tiếp tục dẫn đầu cả nước trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Năm học 2022-2023, Hà Nội có 141 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tăng 16 giải so với năm 2021-2022. Trong đó xuất sắc đạt 13 giải nhất, 46 giải nhì. Ngoài ra, đoàn học sinh giỏi Hà Nội luôn đạt thành tích cao trong các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức như cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5, hội thi giai điệu tuổi đồng toàn quốc lần thứ 12, vân vân. Bên cạnh đó, học sinh thủ đô tiếp tục khẳng định tài năng trên trường quốc tế. Tại kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, các em đã đạt được giải những thành tích xuất sắc nổi bật với 8 học sinh đạt giải quốc tế, trong đó có 2 giải nhì, 5 giải ba và 1 giải khuyến khích. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2022 do Chính phủ trao tặng. Cũng tại buổi lễ, hơn 700 học sinh tiêu biểu thủ đô được vinh danh, khen thưởng bởi những thành tích đáng tự hào mà các em đạt được trong năm qua.